Video chạy thử xe điện ba bánh cho người khuyết tật. Chạy tới chạy lùi ở đây cho nè. Thôi. Gập ngã cái ghế ra này, trượt tới trượt lui nè, kéo lên đang đẩy mông ra đấy. Ngã đấy, ngã ghế đấy. Kéo hết cái tay lên xong lấy lưng đẩy ra. Đi vào đi ông ơi. Đang quay xa nhỉ? À đây rồi. Đây rồi. Chạy 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 đi. Chạy tới chạy lui phát nữa đi. Quay đầu đây. Xin nhan lên cái xem nào. Thôi chạy tới nhà ông lết đi rồi tắt. Tốc độ max là 40 km/h. Xe có thể điều chỉnh tốc độ theo từng lứa tuổi và từng yêu cầu. Có thể điều chỉnh tốc độ tối đa là 5 km/h cũng được, 10 km/h cũng được, tùy theo khách. Đối với những khách mới đi xe thì bên xe điện sẽ điều chỉnh cho nó chậm. Con nó khóc.